Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK. Và hôm nay thì mình đang được gặp gỡ một bạn khách hàng rất là xinh đẹp của DK. Thì trước khi mà chúng ta tìm hiểu những cái dịch vụ của bạn ấy đã làm của bên mình, chúng ta cùng làm quen bạn một chút nhé. Chào bạn để cho mình biết tên của bạn và bạn đến từ đâu không? Tên của mình là Hoàng Nguyễn và đến từ Gia Lai ạ. Vậy ơi, không biết hôm nay gọi đến DK vậy làm những cái dịch vụ gì nhỉ? Hôm nay đến DK thì có làm phun mỹ mỏ trong và làm hông mày ạ. Không biết là lý do gì mà Huệ lại lựa chọn DK để làm dịch vụ làm đẹp cho cái cặp lông mày cũng như là mí mắt của mình vậy? Trước khi đến DK thì đã có tìm hiểu qua DK ở trên Facebook, thì thấy DK làm khi bắt khá là đẹp nên là mình có quyết định là sẽ đến DK để làm. Trước đây là lông mày của bạn đã từng làm ở đâu chưa? Lông mày trước đây thì chưa làm bao giờ. Là nguyên bản không ạ? Vậy thì không biết là khi mà mình làm dịch vụ ấy thì bạn lo lắng nhất là điều gì ạ? Vậy bạn có thể chia sẻ cho mình được biết không? Trước khi làm dịch vụ thì điều lo lắng nhất là sợ là lên nó không hợp với mặt của mình, sợ bạn nó sợ đẹp. Thế ngoài ra thì bạn sợ gì nữa không? Có sợ đau không hay là sợ bị dữ không? Sợ đau. Thế vậy hôm nay thì trong quá trình làm dịch vụ tại DK ấy, thì những cái nỗi lo đấy của bạn thì bạn thấy nó như nào? Có như là bạn tưởng tượng nữa không? Thì lúc mà làm thì do có ủ tê rồi nên là cũng không đau lắm, cũng bình thường. Vâng, vậy với cái sản phẩm lông mày và mí mắt hiện tại của bạn thì bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có thấy ưng ý và hài lòng không? Cảm thấy hài lòng với mí mắt và lông mày đã làm DK. Vâng, cảm ơn bạn những chia sẻ vừa rồi. Thì mọi người có thể quan sát ạ, là lông mày và mí mắt của bạn thì vừa mới được thực hiện xong bởi các chuyên gia tại DK. Thì mí mắt của bạn ấy là hôm nay là bạn làm mí mở tròng đúng không Huệ? Mí mở tròng là chuyên gia sẽ dùng kim này xong đó đưa mực xuống cái vùng da mắt và đúng theo cái khuôn mắt của bạn ấy. Nhưng mọi người nhìn thấy đôi mắt vẫn rất to và tròn, không sợ bị sắc hay là bị dữ như chúng ta vẫn tưởng tượng mỗi khi mà nghĩ đến phun mí nhá. Và với lông mày cũng vậy ạ, mặc dù là vừa mới làm xong nhưng mọi người nhìn thấy ạ, lông mày rất là hết sức tự nhiên, không hề bị đậm này cũng như là bị dữ như là những cái công nghệ phun xăm cổ điển trước đây. Và chắc chắn với chị em một điều rằng là khi bong ra ấy thì cái lông mày của chúng ta sẽ còn tự nhiên cũng như là đẹp hơn nữa nhá. Hôm nay thì lông mày của Huệ lựa chọn công nghệ Hair Shop đúng không hả Huệ? Dạ đúng ạ. Công nghệ này là cái công nghệ mới nhất của bên mình cho lông mày. Nó giúp mực đưa được xuống dưới sâu hơn bề mặt da. Cho nên là với những cái tình trạng da khó, da siêu dầu cũng sẽ giúp mực được chơi bền hơn này. Nhưng mà tuy nhiên ý, các chị em rất nhiều người inbox hỏi cho DK là liệu đưa mực xuống dưới sâu bề mặt da như vậy thì có sợ bị sẹo da không? Có sợ tổn thương nhiều không? Nhưng mà mình hôm nay sẽ chia sẻ trong livestream này là để các chị em yên tâm hơn là các chuyên gia tại DK sử dụng đúng theo kỹ thuật của châu Âu, chỉ đi mực ở lớp đầu tiên của bề mặt da thôi ạ. Nên là với tất cả các loại cơ địa, cho dù là da khó hay là da sẹo thì mọi người yên tâm là sẽ không bị tổn thương cho da và cũng không để lại sẹo nhé. Và ngoài ra thì bởi vì chuyên gia bên mình là đi đúng công nghệ kỹ thuật vi chạm châu Âu nên là chúng ta sẽ không cần ăn kiêng gì cả. Vậy lưu ý giúp mình là với lông mày và mí mắt thì chỉ cần tránh nước trong khoảng thời gian là từ 5 đến 7 ngày nhé. Và ngoài ra một điều nữa thì Huệ cũng như các bạn đang xem livestream lưu ý giúp mình là khi bong thì có thể là màu mực nó sẽ hơi nhạt, nó chưa đẩy lên ngay. Thì mọi người cũng đừng lo bởi vì mực của DK thì không có trì nên là mực sẽ đẩy dần lên nhá. Và tới lịch kiểm tra của khách hàng thì bên mình sẽ có nhân viên gọi điện để mời khách qua kiểm tra và dặm ạ. Huệ ơi, không biết là qua livestream này thì Huệ có điều gì muốn gửi gắm tới chuyên gia làm lông mày, làm mí cho Huệ cũng như là đội ngũ nhân viên bên mình không? Qua quá trình làm ở DK thì cảm thấy rất là ưng ý với đội ngũ nhân viên và chị chủ của DK thì bạn có muốn gửi lời cảm ơn hay gì không? Dạ, cảm ơn đến đội ngũ nhân viên và chị đã làm cho mình mí và lông mày rất là đẹp. Cảm ơn Huệ rất là nhiều và mong rằng là trong thời gian tới thì Huệ sẽ giới thiệu cho DK thêm nhiều bạn bè của mình tới để làm dịch vụ nhé. Và nếu như bạn nào cũng muốn có một cặp lông mày hay là mí mắt như đôi môi của mình được cải thiện về sắc tố ấy, thì mọi người nhớ inbox trực tiếp cho fanpage DK Abram Beauty để được tư vấn thêm và đừng quên ấn chế độ xem trước để cập nhật những tư liệu của bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.